Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Thủy Kiến Channel nhé. Hôm nay tôi thì gặp một chiếc xe rất là độc lạ ở Nghệ An đây. Chúng ta cùng xem qua một xe một tí rồi chúng ta gặp gỡ anh chủ xe nhé. Lúc nãy thì vào ăn cơm, tình cờ thì lại gặp anh chủ xe cũng ngồi ăn cơm, thì anh em có trao đổi qua nhau một tí. Thì tôi có thể là nói rõ về thông tin về cái xe này một tí để các bạn và quý vị được hiểu rõ về cái xe này. Anh đây là một người rất đam mê xe cũng như là ham thích cây, cho nên anh mới chế tạo, có những cái động lực anh chế tạo ra một cái xe độc lạ. Vì anh bảo là dẫu sao thì đấy là một cái niềm vui của mình, thì có thể là nó dị biệt một tí, nó khác lạ một tí. Chiếc xe này thì anh đã làm được khoảng tầm trên 3 năm nay. Ở phía trên cái yên xe đấy, chỗ có cái cờ và cờ đỏ sao vàng đấy thì là cái mũ bảo hiểm nhá. Đấy anh chủ xe đấy, nhưng mà từ tí nữa chúng ta gặp sau. Có chạy được luôn không anh nhỉ? À, chạy bình thường à? Phải lau chế phát. À, phải lau chế. Đúng quá, chứ nổ cái chạy được cái nhân hoa cả. Đấy, con xe này rất độc lạ, xe này ở Nghĩa Đàn. Nhưng mà hiện nay thì anh đang đưa đi để gây sự chú ý tò mò, để đang bán dưa hấu ở đây. Nhìn rất là hầm hố. Cây này, xe này thì được kết hợp từ khoảng tầm 5 loại gỗ, như gỗ trai, gỗ lim và một số gỗ lụi. Và đa số những cái gỗ này thì được anh đi sưu tầm ở trong rừng về nhé. Đây là cái phần phụ xe, cũng được tìm một cái cây. Nói chung là hàng này là phải là kỳ công sưu tầm và có đầu óc thẩm mỹ, với lại đam mê xe và có am hiểu về lũa và cây cảnh thì mới tạo ra được một cái xe nó hợp nhãn với nhiều người và được mọi người đánh giá là một cái xe đẹp. Tất cả ở dưới này thì đây là gỗ, có lẽ là gỗ trai nhưng mà nó nu rồi. Đây là hệ thống đèn xi nhan và đèn pha. Đây là hệ thống dây côn và dây ga ở bên này. Ở phần phía phục bên xe bên này thì lại là gỗ cà phê. Nhưng đặc biệt của cái xe này thì có nhiều cái chi tiết độc lạ thì không nói, nhưng mà nó lạ nhất là cái bô xe này. Cái bô xe này theo anh trao đổi với anh thì để mà tìm được ra một cái bô xe mà bằng gỗ tự nhiên như thế này, bằng lũa như thế này, ít chắp vá, thì đòi hỏi anh phải là, nói chung là phải có cơ duyên. Nhiều khi vậy chứ, đi tìm một chi tiết nhỏ của xe thì phải là quý vật thì gặp quý nhân thì mới sưu tầm được những cái món đồ độc lạ như thế này. Xe gỗ thì cũng là nhiều nơi có, nhưng mà nếu mà ở Nghệ An thì đây là một cái xe độc lạ và đẹp nhất nói về dòng chơi xe gỗ này. Đây là chi tiết của chiếc bô xe. Đây. Đây là chiếc cần đạp. Và đây là hệ thống bình xăng. Nó nằm ở đây nhưng mà tìm được một khối gỗ nguyên khối bằng gỗ trai. Và đây là yên xe. Đây là hệ thống đèn chiếu hậu hai bên. Sáng ba. Đẹp ba ấy. Kể cả đến cái phần
hộp xích này, cũng tìm được một miếng gỗ rất là hợp lý để đem vào đây. Thêm những cái chi tiết sống động về cái xe này. Đây lại là cái để chân cho người ngồi sau, còn phần này dành cho người ngồi trước. Và cái chân trống thì cũng tìm được một cái, nói chung là khiếu thẩm mỹ trong đầu óc của anh thì phải nói là rất là ok, mới chế tạo ra được những con xe đẹp như thế này. Đây là chiếc mũ bảo hiểm cũng bằng gỗ. Thì anh còn rất là nhiều đồ chơi để đi kèm phụ kiện với cái xe này, nhưng đây là anh không đem đi được hết vì anh đang còn phải đi bán dưa. Để thử ngồi trong xe xem thế nào, nó có vừa vặn với khung của mình không, thoải mái không. Đây, tôi đã ngồi lên xe rồi, rất là thoải mái các quý vị và các bạn ạ. Đây là hệ thống tay côn phía bên này và cái gương chiếu hậu, cũng đặc biệt là cái cần phuộc này, cũng tìm được một cái gỗ không có chắp vá, nguyên bản nguyên khối, về chỉ đục một tí đây để đem cái hệ thống cái chi tiết còi. Đây là còi. Để hiểu rõ hơn một tí về thông tin chi tiết về cái xe này thì chúng ta có thể gặp anh chủ xe một tí nhé. Ở đây thì tôi mới gắn cái mũ bảo hiểm lên trên này. Đây là dành cho người ngồi trước và đây là dành cho người ngồi sau. Ngồi lên xe này thì rất là thoải mái. Tôi cũng cảm giác không rất là êm vì các cái phục nhún của cây xe này thì nó rất là phù hợp, không khó chịu đâu nhé. Định tìm gặp anh để phỏng vấn một tí về cái xe này nhưng mà lại anh lại có công việc, anh lại đi rồi vì tôi cũng chủ quan. Nhưng có thể nói về chiếc xe bằng gỗ thì đây là một chiếc xe độc lạ nhất của Nghệ An và cũng là một trong những nằm trong top những chiếc xe độc lạ của Việt Nam. Nhìn rất là hâm mộ vì chiếc xe này hiện nay chỉ để đây để trưng bày. Trưng bày để bán dưa hấu bên này các bạn ạ. Hiện nay thì dưa hấu cũng đang cần giải cứu và đây là cái xe này được trưng bày ra mục đích là để thu hút mọi người đến để vừa là giải cứu, vừa xem xe, vừa chiêm ngưỡng xe để gây sự tò mò để mọi người có thể là bán dưa. Đấy, dưa hấu được nguyên một đống bên kia. Sáng giờ thì cũng bán đổ một xe rất là nhiều nhưng mà bán được tầm một nửa xe rồi. Các bạn có thể đến tại địa chỉ lô số 3, khu công nghiệp Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, vừa xem xe và vừa mua dưa để ủng hộ cho anh ấy nhé. Vì anh đang có một người lấy số lượng dưa lớn thì anh đã đi giao cho khách, cho nên chúng ta cũng chưa gặp gỡ được anh. Nếu các bác muốn tò mò thì tôi có thể đến tận nhà anh để tôi sẽ làm một clip riêng về gặp gỡ anh chủ xe đặc biệt này nhé. Và lúc chúng ta đến nhà của anh thì chúng ta sẽ xem được những cái món đồ đi kèm với cái xe này còn nhiều hơn nữa. Vì lúc nãy ăn cơm thì anh em có trao đổi với nhau một tí rồi, nhưng mà tôi cứ nghĩ là anh không bận việc cho nên là không có những thước hình về anh. Quên nhỉ, lúc nãy ngồi lên xe mà không đi một vòng nhỉ, để lên xem thế nào nào. Đây là cái lỗ khóa này. Anh cầm chìa khóa rồi, cái tưởng là còn ở đây. Đấy, cũng rất là thoải mái, ngồi lên xe thoải mái lắm các bạn ạ. Này, không có một cái gì mà gắn cá ở cái xe này đâu. Tuy là được thiết kế bằng gỗ nhìn rất là gồ ghề, nhưng lại là rất là thoải mái, kể cả những vòng cua của nó không đụng chạm gì. Đây là cái ụp của nó này, chúng ta lắc này, không có cắn cá, không có va chạm, không có vướng víu gì hết nhé. Đấy, cho nên là để làm một cái xe này thì rất là kỳ công.
Đây tôi đã đội mũ bảo hiểm vào rồi đây. Mũ bằng gỗ luôn này. Cái này thì đấm vào đây thì chỉ có đau thôi. Thôi đây là một nét độc lạ về cái chiếc xe bằng gỗ tham gia giải cứu dưa hấu tại thành phố Vinh. Thủy Chiến xin được kết thúc ở đây các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay, like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thủy Chiến thêm có phần động lực để đi làm những clip tiếp theo cho các bạn nhé. Các bạn muốn gặp gỡ chủ xe này thì hãy comment để lại dưới phần bình luận đấy, thì mình sẽ trực tiếp mình tìm đến nhà của anh. Mình sẽ làm một clip khác riêng về anh nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.